Bây giờ thì nhà mình tiếp tục đi lên núi nha. Đó, chạy theo dọc hai bên bờ sông này nhìn cũng rất là đẹp luôn. Nhưng mà so the summertime is a place where I'm popular. Yes. I think like it's really beautiful in the summertime. Yeah, but there's no driving away here. look at the water, really angry. Yes, oh my god. Đó, mọi người thấy không? Nước chảy rất là xí. Why the tree is in the middle of the water? Because it's not supposed to be that high. The water's overflowing right now. It's a very, very bad storm. Oh, okay. We've got to turn here, you guys. Hold tight. So let's get off the road. Mm-hmm. In case the road's a little icy. Mình phải chạy xe rất là cẩn thận bởi vì nhiều khi đường rất là trơn. Many many people live here, honey. See? A lot of houses. I'm sure there's a reason. Maybe they got lost, ran out of gas, couldn't leave. Or maybe they're wanted by the police and they're hiding. Or maybe they passing through and got lucky at the barn and had a baby up here. I don't know. Càng đi dần lên trên núi cao thì càng thấy tuyết nhiều hơn. Nếu không xét về mức độ buồn và nguy hiểm thì cảnh tượng hai bên đường rất là đẹp. Mình đang đi xuyên giữa rừng thông và trong rừng thông này có rất nhiều dòng suối trong suốt chảy róc rách vô cùng thơ mộng. Bây giờ thì cả gia đình Mai lại nhìn thấy một ngôi làng nhỏ khác ở trên núi. Có vẻ tại vì không quá yêu thích thiên nhiên và khung cảnh hoang sơ của núi rừng, nên trong lòng cả Mai và ông xã rất là nhiều thắc mắc là tại sao cư dân họ lại sống ở nơi này. Murdered the whole family. Thought you so horrible. Càng lên cao thì càng nhiều tuyết hơn, thậm chí những con đường bị che phủ hoàn toàn bởi tuyết trắng. Cả gia đình Mai đang ở trên đỉnh cao nhất của ngọn núi này. Nhìn xung quanh thì đây là nơi cao nhất, chẳng có nơi nào cao hơn nữa. Tuy nhiên một điều lạ kỳ là ở trên đỉnh núi cao với tuyết bao phủ như thế này mà vẫn có những nông trại, những hộ gia đình sinh sống ở nơi đây. Hai vợ chồng Mai vẫn không ngừng thắc mắc là tại sao họ lại chọn những nơi khắc nghiệt như thế này để sinh sống. Yep, see? One neighbor, two neighbors, three neighbors. Let's make sure we're not lost. That's it. 2 miles down this road, I could take an hour. It's crazy. Neighbor. It's far away from everyone. I have a cup of milk. It's a miracle they have electricity here. Is that a farm? Yeah. Oh my god, more snow. Trời, mọi người nhìn con Christine đường này. Is good in the snow, see? Yeah. Formatic. Chắc các anh chị và cô chú mà không sống ở tiểu bang lạnh có nhiều tuyết thì sẽ không biết là chạy xe trên tuyết nó nguy hiểm như thế nào đâu. Chỉ cần sơ sẩy một chút đạp thắng là chiếc xe có thể quay ngang ra ngay lập tức và thậm chí là có thể trượt dài ra mà không cách nào điều khiển được. Vì vậy các cô chú anh chị lưu ý là khi chạy xe trên tuyết thì mình nên đi thật chậm và hạn chế đạp thắng. Ông xã Mai thì có vẻ không vui khi nhìn thấy con đường đầy tuyết như thế này. Chồng mình đã chạy xe rất là chậm chạp luôn á, rất là từ từ, tại vì cái đường này đã bị tuyết phủ luôn. Rất là trơn trượt. Yeah. What were we thinking? And then we have to come back on this to come home. We better come home when it's still light outside, honey. Because there's no yellow line, you can't see anything. Thật ra thì khúc này cả hai vợ chồng đều căng thẳng chứ không riêng gì ông xã Mai. Cả con đường đều phủ tuyết trắng xóa, không biết rằng khi mình chạy tới mà có chuyện gì thì có lui lại được hay không. In absolutely the middle of nowhere. Yeah. Follow the road for 3/4 of a mile. Still 3/4 of a mile. Không hiểu sao GPS không chỉ mình đi những con đường to, mà tới khúc này lại chỉ mình đi một con đường nhỏ xíu, giống như là đường mòn. Cả nhà nhìn lên mà lắc đầu ngao ngán. Hold on, mate. I gotta figure out where we're not gonna go. Mm-hmm. Look at that road. My god. Nhìn phía trước tuyết nè. Let's see what happens. Cái đường dốc như vậy nè, nên chồng mình rất là sợ. Biết là có nên đi hay không nên đi nè. Is this 660? What road are we on? I was told we take 660 all the way in, but I don't think we want to take this. Hang on a second. Let's just see.
đây rất là đang trên đỉnh núi luôn mọi người. Còn khoảng 6 dặm nữa là nhà Mai sẽ tới. Nhưng mà hả, chồng Mai đang suy nghĩ nè. Phía trước mặt Mai là con đường nè, dựng đứng lên như vậy nên chồng Mai nghĩ là không biết có nên đi lên không. Mà không có ai cào tuyết hết, sợ là nó trơn, nó trượt á. Với con dốc dựng đứng, nhỏ hẹp và phủ đầy tuyết trắng như thế này, mà tưởng tượng là chiếc xe leo lên tới nửa chừng dốc mà bị tuột xuống thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Mai nghĩ rằng không chỉ gia đình Mai mà bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh này cũng đều thấy lo sợ. Cuối cùng thì chồng mình cũng không có đi con đường này, tại vì thấy nó ghê quá. Mình sẽ tìm một con đường khác, xem bản đồ và tìm một con đường khác để đi. Mình sẽ lùi lại và đi ra ngoài kia. Nhìn cái đó cũng ghê thiệt á. Giờ mình đi con đường khác đây. Turn left in 200 feet. Công nhận thấy sợ thiệt. Now turn left. Đi du lịch mà sao thấy vất vả quá. Chính xác, mình đi đường này là đúng rồi đó mọi người. Đường này nó sạch sẽ hơn. Yeah, it's better. Now keep left. Cũng sợ lắm mọi người. Đi mà thấy hồi hộp quá à. Sơ sảnh một phát là mình trượt xuống dưới kia là. The girl warned me. She said it takes you on. The GPS takes on very small roads. Uh-huh. She was right. Yes. So don't follow the GPS, huh? We have too smart, like choose the road we want to go. Wow, look at that, beautiful. Đây là mọi người nhìn thấy nó rất là đẹp không? Trên đường Mai đi, Mai thấy cái chỗ này, nước nó chảy từ trên cao xuống nha. Xong nó bị đóng băng, nó treo lơ lửng giữa không trung như vậy nè. Quá trời đẹp luôn, chuyện này mình chưa thấy bao giờ luôn nha. Ít nhất là mình thấy là nó sẽ phải ở trên một cái bách hay là nó ở trên cái gì đó ha. That's how cold it is. Rất là lạnh nên mọi người thấy là biết là nhiệt độ này rất là lạnh ha. Quá trời đẹp ha. It's a beautiful right honey. Hey, you wanna get out and look? Yeah. I'm kidding. 23 degrees. Quá trời đẹp luôn. Đó. See the yellow snow? That's when the deer go to the bathroom. That's where the ice is yellow. Dưới này là dòng suối nè. Cạnh mình là dòng suối nè. Đó. Mày đi trên này và phía dưới kia là dòng suối. Rất là đẹp. Đó, nhìn kìa. Yeah, frozen waterfall. Bên này có dòng suối đẹp kìa mọi người, cảnh ở đây rất là đẹp luôn. Đây mọi người nhìn phía trên cao này không? Look down. Đó, nước nó đóng băng rồi. Nó chảy xuống mà nó đóng băng lại hai bên đường. Snow on it. Wow. I don't think I ever saw ice and snow on it. I never see it too. Well, I walked on ice with snow. Beautiful. Rất là đẹp. I know, but that's a waterfall. Like it was running water and it stopped running. It was so cold. The water just cold. Frozen ice. Yeah, frozen. Yeah, icicle. In the air. Yeah. It's not even like. That's cool. Really cool. All right, only 2 miles away. Wow. From 660. Yes. Then we take 660. It stops at the park. Mm-hmm. Yes. It's much better. We'll see. Not there yet. Mm-hmm. This one, I think this road is bigger than the road you know we take before. That was a scary road. We're not there yet. Maybe too early to say high five. Yes. I say high one right now. High one. Honey, but when we're young, we don't care too much, right? We always scare many things. Bởi vì khi mà ai cũng vậy mọi người. Khi mình còn trẻ thì mình ít có sợ lắm. Mình cảm thấy cái gì mình cũng có đủ dũng khí để mình vượt qua. Nhưng mà khi mình già một chút xíu rồi mình cảm thấy là mình sợ nhiều thứ hơn. Nhiều thứ để mất hơn mà sợ. Đoạn đường vài km mà chưa bao giờ cảm thấy dài như thế này. Ông xã Mai thì cứ liên tục lắc đầu và than trời ơi. Địa điểm mà Mai đến ngày hôm nay được mệnh danh là Grand Canyon của Pennsylvania. Vô cùng xinh đẹp và hùng vĩ. Cũng bởi biết vợ yêu thích cảnh đẹp, phong cảnh thiên nhiên nên ông xã là người đưa ra ý tưởng du lịch ở nơi này. Tuy nhiên bây giờ thì đang chạy trên con đường đầy tuyết trắng như thế này, mà biết chắc rằng từng giây từng phút ông xã rất là hối hận về quyết định của mình. Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào hết phải không mọi người? Cuối cùng thì sau bao nhiêu gian lao vất vả thì cả gia đình Mai cũng đã đến được nơi này. Từ khúc này trở đi thì Mai đã bắt đầu nhìn thấy rất là nhiều bảng hiệu giới thiệu về những địa điểm du lịch xung quanh. You are here. Go to the turn right. If we stay on Wilson Road, look out over the beautiful Pine Creek Valley. The scenic lookout tower. See for miles. We have to try that. Mm-hmm. Okay. We
we get there, it'll say closed for the season. Maybe. Beautiful church. Oh, this is a church? Yes, we'll stop there and pray we get out of here. I think a lot of people do that. God, look at that. This is not good. I'm in the car to the dealer, they're going to ask me where the hell I was going four wheeling. All right, let's go see that lookout tower. That looks like fun. Trời ơi, nhìn nè, trời ơi. Oh, I'm not going straight there. Are you crazy? Now turn right. Motel. Look, restaurant, gift shop. It looks really packed. Restaurant. Maybe we try it. We come here anyway. Bây giờ thì cả gia đình Mai lại tiếp tục đi vào cổng chính của công viên. Đoạn đường từ khúc này trở đi thì tuyết còn phủ dày hơn cả những khúc trước. Hai vợ chồng Mai ngồi trên xe mà đứa nào cũng phải nín thở. Mai ngồi im không dám nhúc nhích luôn. Mai cảm tưởng là Mai chỉ cần thở mạnh một chút là chiếc xe có thể trượt ra khỏi con đường này và lao xuống vực ngay lập tức. Turn left in 500 feet. Nói chung mình thở dài nữa thôi. Nói chung cũng rất là nguy hiểm mọi người. Thở xa thì cũng rất là sợ. A lot of people are visiting. I'm putting hand down. I don't need the distraction. Just keep it out of my sight, line of sight, honey. Ghê mọi người, tại vì đi đường này rất là trơn trượt, rất là nguy hiểm, mình cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra ha. Mình không biết là mình có quay trở lại được hay không. Are you guys looking out the window? Rất là đáng sợ. Do you see the road? I can't even see the road. How far? Half a mile. Okay. So we turn around and go home. Park entrance, 1500 painful feet. 1500 dangerous rất painful. Ghê mọi người. Slowly. Nè mọi người thấy không, bên cạnh này không có cái đường gì để bảo vệ mình hết á, mình mà tụt xuống dưới đó là mình đi xuống dưới vực luôn á. Nên rất là nguy hiểm. Mà trời đường tuyết này rất là nguy hiểm luôn nha. You will reach your destination in 900 feet. Wow. Okay. Okay, finally. We'll see. Glen Harris Estate Park. Chỉ còn 400m nữa là tới cổng công viên mà không biết sao tuyết lại dày như vậy. Trên đường toàn là một màu trắng xóa. Tuyết phủ hết luôn, không có cào gì hết á. Sợ thiệt chứ. Có lẽ là ông trời đang muốn thử thách gia đình Mai đến tận giây phút cuối cùng. Where's overlook? Close. As long as we don't go over while we're looking for it. Right here, I think so. We'll see. Entry into view. That's one. Alright. That's one. All right. Mm-hmm. Let's park. I wonder if we can get a spot close. Ở đây là duy nhất là chỉ có hai chiếc xe thôi mọi người. Đây là chiếc xe đầu tiên. Và chiếc xe thứ hai là chiếc xe của gia đình Mai nha. Okay guys. Kinh khủng chưa? Mai sẽ bộ như thế này cho mọi người xem nha. Trời rất là lạnh, rất là lạnh luôn. Lạnh kinh khủng luôn. Không ai tới đây hết tại vì thời tiết á là bị bão, bị tuyết phủ á. Dọc đường Mai tới đây là cảm thấy rất là nguy hiểm luôn. Cảm thấy giống như bị rớt tim ra ngoài vậy á. May mắn là mình cũng tới được đây ha. Đây là cái nơi đi vào nè. Từ cái view này mình sẽ nhìn xuống dưới, mình thấy được toàn cảnh cái Grand Canyon này. Được mệnh danh là Grand Canyon của Pennsylvania. Thì không biết là nó đẹp tới cỡ nào ha. Đây là khu vực được xây dựng để du khách có thể nhìn toàn cảnh Grand Canyon từ trên cao xuống. Ngoài ra thì ở đây còn có những con đường đi bộ giúp cho du khách có thể tiến đến thật gần cảnh đẹp của thiên nhiên. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn thì vào mùa đông những con đường này đã bị đóng cửa. Dưới chân Mai là mọi người, đá nên nó đóng băng lại luôn, thấy không? Những cái chỗ này là đóng băng hết á, nên mình đi rất là cẩn thận. Đá xuống. Wow. Đây là cảnh toàn cảnh gọi là Grand Canyon của Pennsylvania nhìn từ trên cao xuống mọi người. Vì Mai đi vào mùa đông nên toàn một màu tuyết trắng xóa. Cảnh vật thiên nhiên thật đẹp và hùng vĩ. Bên dưới là dòng sông uốn lượn giữa hai bên vách núi. Để có thể tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên như thế này thì gia đình Mai đã phải trải qua một chuyến đi vô cùng vất vả. Phải đến tận lần thứ 3 thì Mai mới có thể tìm đến chính xác được nơi mình muốn đến. Nhưng có vẻ đây cũng không phải đúng thời điểm để tham quan nơi này. Somebody over there, but no, we don't need to go there. Oh, is that because good? I want to sit that down there. It's look, so slippery, honey, because under here. My cell phone works. My satellite phone works.
has you know, this. Here, underneath is the stone, but over there, underneath is the ice. Let's go down here and look. Come on, on the view. You okay, honey? Yeah, see. What I don't want to go there. I don't want to go there. What are you walking on? No, the ice. No, the ice. See, đó đứng dậy. Trời, con mình là té luôn. Hey, don't run, don't do that. Ngân, hình. Step slowly, slowly. Don't drop your phone, Ngân. There's a better place over here for picture. Come here, follow me. It really dangerous that be slow. Because here really, really like icy. Not as good as you thought. See? It's alright, just walk on top of the ladder. Rất là đáng sợ, mình rất là sợ. Tại vì rất là trơn. Chồng mình thì muốn đi tới đây. Mày cũng muốn đi mà mày sợ. Đó, thấy chưa? Rất là trơn. Be slowly, okay? On the top, đó, đó. Don't go too fast. On the top, step and step and step and step. Đây, có hai người đây mọi người. Hai người này là cách duy nhất ở đây luôn. Yeah, gia đình Mai. Hi, how are you? Hi. It's so scary. You're gonna want at least one hand holding those when you go down. Put that camera away, I'm gonna say. Yeah. Yes. Especially when you get down that way. He said treacherous, he's right. No, yeah. I don't want to go there, honey. Well, honey, look at that great view. It's beautiful when you get all the way down the bottom. Honey, I'll hold you, honey. Just hold, put the camera away until you get down to the bottom. Yes, yes. Yeah. Just stay here, just stay here. Safe trip back, guys. They drove 2.5 hours to get here. Okay. How is it, honey? It's beautiful. Oh, really beautiful. It's beautiful. Can you take a picture for me? Right here, beautiful, see? Và đây là một số bức ảnh mà gia đình Mai đã chụp được ở nơi nguy hiểm như thế này. Để sau này mỗi lần nhìn lại sẽ biết được mình điên khùng ở mức độ nào. We're not going to the very bottom. Okay, you'll fall and break your neck. Uh-huh. So that's why I don't want to go there. You say it's beautiful there. We'll come back in the summer. Yeah. In your dreams. Đúng rồi. Đi lên con, đi. Let's go. Đi, cảnh đi con lên nó dính nữa à. Rất là trơn mọi người. Mọi người nhìn thấy vậy thôi chứ dưới đây là đá. Nãy con mình nó té 2-3 lần, mình cũng té 2-3 lần luôn á. Nên Mai cũng không có dám đi xuống dưới đó nữa. Đó, đi xuống dưới mấy cái bậc thang đó đó. Thôi Mai không đi xuống nha. Đó, coi ba trẻ con nó kìa. Are you okay? Con gái mình nó hỏi mẹ nhìn thấy có ổn không? Mẹ nhìn thấy con có vẻ ổn không? Rất là đẹp. Ui bẹt luôn vậy đó. Đi đi du lịch mà đặc biệt ghê, cả nguyên cái chỗ này chỉ có 2 chiếc xe giả mang thiệt chứ mình cũng lựa đúng thời điểm ghê á. Nhưng mà chuyến đi này không bao giờ mình quên được trong cuộc đời luôn nha mọi người. Trước khi ra về thì Mai sẽ quay lại một vòng nữa toàn cảnh của Grand Canyon ở Pennsylvania và chắc không có ngày hẹn gặp lại quá. Đây quả là một chuyến đi nguy hiểm và hồi hộp nhất từ trước đến giờ của Mai. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì khung cảnh ở nơi đây vào những mùa khác chắc chắn là sẽ rất đẹp. Chỉ là gia đình Mai chọn đi sai thời điểm mà thôi, vào mùa đông thì công viên này sẽ đóng cửa. Vì vậy, mọi người lưu ý nếu ai có muốn đi tới thăm công viên này thì nhớ đừng đi vào mùa đông nha. Xin cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian xem hết video của Mai. Xin tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.